Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin. Người khuyết tật trình diễn thời trang ở Hà Nội. Show thời trang Tôi đẹp bạn cũng thế diễn ra tại Hà Nội hôm 21 tháng 11 với sự tham gia của 3 nhà thiết kế đã mang đến cho người xem sự xúc động. Hôm 21 tháng 11, buổi trình diễn thời trang dành cho người khuyết tật Tôi đẹp bạn cũng thế được tổ chức tại Hà Nội với sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả trong nước và ngoài nước. Tôi đẹp bạn cũng thế gửi đến thông điệp, dù cho bạn có là ai, là phụ nữ hay nam giới, giàu hay nghèo, người khuyết tật hay không khuyết tật, tất cả đều sinh ra bình đẳng, trong đó có quyền được tôn trọng và tự do tôn vinh giá trị của bản thân. Đây là chương trình thời trang đầu tiên dành cho phụ nữ là người khuyết tật tại Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt nhằm thay đổi khuôn mẫu về thẩm mỹ của cộng đồng khi áp đặt cho người khuyết tật. Sự kiện được khởi xướng bởi Trung tâm Nghị lực Sống trong quá trình đào tạo ứng phó với bạo lực thế giới, tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Australia, hỗ trợ bởi Tổ chức Liên Hiệp Quốc và Đại sứ quán Italia ở Việt Nam. Ba nhà thiết kế tham gia gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Chula và nhà thiết kế Riccardo đến từ Italia. Các thiết kế mang hơi thở Á Đông pha trộn nét phóng khoáng của phương Tây. Trong ảnh là một thiết kế của Ngọc Hân trong bộ sưu tập quê hương. Cô chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một bộ sưu tập đặc biệt đến thế. Tôi biết với nhiều bạn đây chính là lần đầu tiên mặc áo dài. Tôi mong truyền được ngọn lửa tự tin cho mọi người. Tôi tin bất kỳ phụ nữ nào diện áo dài cũng trở nên đẹp và thanh lịch. Những người mẫu tham gia chương trình diễn đều là thành viên của Trung tâm Nghị lực Sống. Sau Hà Nội, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Các phần trình diễn nhận được tiếng vỗ tay nồng hậu từ khán giả. Nhiều người không cầm được nước mắt trước vẻ rạng rỡ tự tin của người mẫu. Hình ảnh khán giả nạc quốc tế. Mọi người chúc mừng chị Nguyễn Thị Vân, giám đốc Trung tâm Nghị lực Sống, người khởi xướng sự kiện này. Trước đó, Ngọc Hân đến từ sớm để giúp các người mẫu mặc trang phục và hướng dẫn cách trình diễn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Hãy nhớ like và share hoặc bấm like để không bỏ lỡ các video nào trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.